Hello hello, chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ đến với những chiếc xe rất là xinh đẹp nha. Wow, đầu tiên là một chiếc xe cứu hộ nha. Đây, xe chuyên cứu hộ xe đây. Wow. Đây. Wow, cái này đang được nha các bạn. Đây, hôm nay cái đâu nha. Đang được này. Yeah. Đây là có một cái móc để kéo xe hư nha. Đây, đây, đây. Tạm bảo quản này. Yeah. Đây, thu lại. Yeah. Ok. Để phải đèn bảo nha. Đây này đèn bảo nha. Để phải đồng xe nào. Yeah. Đi cho hồ thế nào. Wow, 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 wow. Ok. Xe thứ hai. Wow, một chiếc xe cứu hỏa nha. Đây. Wow, cái này chạy bằng bánh đa rồi bạn. Yeah. Đây có một bình cầu hòa này các bạn thấy không? Nâng lên ạ. Wow. Yeah. Cái này nâng lên để đứng lên được nha. Khởi động xe nào. À, cái này đâu có khởi động đâu. Yeah. Rồi. Tiếp theo là một chiếc xe buýt. Wow. So cute. Ở London nha các bạn. Đây các bạn thấy tay lái này. Tay lái bình thường nằm bên kia nha. Đây là giờ là nằm bên phải này. Cửa này. Xe buýt này có hai tầng nha các bạn, tầng trên tầng dưới nha. Rồi mình khởi động xe nào. Yeah. Wow. Wow, đèn rất là sáng luôn nha. Đây thực tế này trên tầng 2 cũng có đèn nha các bạn. Đây. Yeah. Rồi. Tiếp theo là một chiếc xe tải này. Sẽ có cái nơi tải nha. Wow, bạn thấy đẹp không? Rất là đẹp luôn. Đi thắt nha, đều không khỏi này. Xe này chứa hàng đồng lạnh nha các bạn. Khung rất là kín luôn nha. Khung hàng rất là kín nha. Rồi. Tiếp theo là một chiếc xe cứu thương. Wow. Chiếc xe rất là chân thật luôn. Mở cửa. Wow. Yeah. Đây này có đèn báo nha. Phía sau này có cửa này cho bạn nhấn vào này. Đây, mở ra này. Ok. Yeah. Khởi động xe nào. Wow, có đèn báo nữa nha các bạn. Yeah. Wow. Rồi, ok, bye bye các bạn nhé. Bye bye.